đều phát tâm muốn trở về chỗ ở của họ, ta đều bí mật hộ trì họ, khiến cho họ đi con đường chánh đại quang minh, đi về đến nơi chỗ họ ở, không bị lạc mất phương hướng, đêm nghỉ được an vui. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh tuổi trẻ háo sắc, kiêu mạn phóng dật, vui say năm dục, thì ta vì họ thị hiện tướng già bệnh chết, khiến cho họ sinh tâm sợ hãi, xả lìa các điều ác, lại vì họ khét ngợi đủ thứ căn lành, khiến cho họ tu tập. Thiện nam tử, nếu có chúng sinh lúc tuổi trẻ còn háo sắc, rất kiêu mạn, lại rất phóng dật, vui say tài sắc, danh ăn ngủ năm dục, hoặc tham chấp vào cảnh giới sắc thanh hương vị xúc, chẳng giữ quy củ, thì ta vì họ thị hiện tướng khổ, sinh già bệnh chết bốn tướng, khiến cho họ sinh tâm sợ hãi, xả lìa các niệm ác, lại vì họ khen ngợi đủ thứ căn lành, khiến cho họ tu tập những pháp lành. Vì những người bỏn sẻn thì khen ngợi sự bố thí, vì người phá giới thì khen ngợi giới thành tịnh, người có tâm sân hận thì dạy họ trụ đại từ, người não hại thì khiến cho họ tu nhẫn nhục, nếu người giải đãi thì khiến cho họ khởi tâm tỉnh tấn, nếu người tán loạn thì khiến cho họ tu thiền định, người trụ ác huệ thì khiến cho họ học bát nhã, người thích tiểu thừa thì khiến cho họ trụ đại thừa, người thích chấp vào tam giới các cõi thì khiến cho họ trụ Bồ Tát nguyện ba la mật. Nếu có chúng sinh phước trí nhỏ hẹp vì sự bức bách các nghiệp kết nhiều chướng ngại thì khiến cho họ trụ Bồ Tát lực ba la mật, khiến cho chúng sinh tâm họ tối tăm không có trí huệ thì khiến cho họ trụ Bồ Tát trí ba la mật. Ta lại vì những người bỏn sẻn thì khen ngợi bố thí có công đức gì, vì người phá giới thì khen ngợi giữ giới thanh tịnh, người có tâm sân hận thì dạy họ trụ tâm đại từ bi, người não hại thích sát sinh thì khiến cho họ tu hạnh nhẫn nhục ba la mật, nếu người giải đãi thì khiến cho họ tu hạnh tinh tấn ba la mật, nếu người tán loạn vọng tưởng lăng xăng thì khiến cho họ tu pháp môn thiền định ba la mật, người trụ ác huệ tà tri tà kiến thì khiến cho họ học tập pháp môn bát nhã ba la mật, người thích tiểu thừa thanh văn duyên giác thì khiến cho họ trụ pháp đại thừa, người thích chấp vào tam giới các cõi sáu nẻo luân hồi thì khiến cho họ trụ trong pháp Bồ Tát nguyện ba la mật. Nếu có chúng sinh phước trí nhỏ hẹp vì sự bức bách các nghiệp kết tham sân si mạn nghi thân biên giới tà kiến mười sử, vì có sự chướng ngại không thể tu hành thì khiến cho họ trụ trong pháp Bồ Tát lực ba la mật. Nếu có chúng sinh tâm họ tối tăm không có trí huệ thì khiến cho họ trụ trong pháp Bồ Tát trí ba la mật. Đây là dùng phương pháp 10 độ để điều trị 10 thứ trẻ chướng. Thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát sinh ra hỷ quang minh rộng lớn. Vị dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa lại gọi một tiếng: Thiện nam tử, ta đã thành tựu môn giải thoát Bồ Tát sinh ra hỷ quang minh rộng lớn. Ở đây có hai ý nghĩa, một là vọng về trước, tâm đã lợi ích vật đầy đủ bi trí nên sinh đại hỷ; hai là vọng về sau, chiếu theo Phật nhiếp chúng sinh khắp vận rộng lớn đại bi trí nên sinh đại hỷ. Thiện tài hỏi: Đức Thánh, cảnh giới môn giải thoát này như thế nào? Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, môn giải thoát này biết được trí phương tiện thiện xảo của Như Lai khắp nhiếp thọ chúng sinh. Thiện tài đồng tử hỏi: Đức Thánh, cảnh giới môn giải thoát này như thế nào? Có thể nào vì con mà dễ nói đạo lý của môn giải thoát này được không? Vị dạ thần nói: Thiện nam tử, chứng nhập môn giải thoát này thì sẽ biết được trí huệ phương tiện thiện xảo của Như Lai khắp nhiếp thọ tất cả chúng sinh. Khắp nhiếp thọ như thế nào? Thiện nam tử, tất cả chúng sinh thọ các an vui đều nhờ sức oai đức của Như Lai, nhờ thuận lời dạy của Như Lai, nhờ tu hành theo lời dạy của Như Lai, nhờ học theo hạnh của Như Lai, nhờ được sức hộ trì của Như Lai, nhờ tu đạo ấn chứng của Như Lai, nhờ trồng căn lành của Như Lai tu, nhờ nương theo pháp của Như Lai nói, nhờ được trí huệ quang mặt trời của Như Lai chiếu đến, nhờ được tánh tịnh nghiệp lực của Như Lai nhiếp thọ. Vị dạ thần bi tâm thiết thiết, sợ rằng chúng sinh vị lai không minh bạch nên tự hỏi tự đáp: Khắp nhiếp thọ chúng sinh như thế nào? Thiện nam tử, tất cả chúng sinh thọ tất cả sự an vui đều nhờ sức oai đức của Như Lai, nhờ tùy thuận lời dạy của Như Lai chuyên tâm nhất trí tu hành, nhờ tu hành theo lời dạy của Như Lai, nhờ học tập theo hạnh của Như Lai mà tu hành, nhờ được sức hộ trì của Như Lai, nhờ tu trì đạo ấn chứng của Như Lai, nhờ trồng căn lành của Như Lai tu, nhờ nương theo pháp của Như Lai nói, nhờ được trí huệ quang mặt trời của Như Lai chiếu đến, nhờ được tánh tịnh nghiệp lực của Như Lai nhiếp thọ. Đây là cảnh giới nhiếp khắp.
Tại sao biết như vậy? Thiện nam tử, ta vào muôn giải thoát sinh ra hỷ quang minh rộng lớn này. Ta nghĩ nhớ đến biển hạnh Bồ Tát thuở xưa Tỳ Lô Giá Na, Như Lai ứng chánh đẳng giác tu, ta đều thấy rõ. Vị dạ thần lại nói, tại sao biết như vậy? Thiện nam tử, ta chứng nhập môn giải thoát sinh ra hỷ quang minh rộng lớn này. Ta nghĩ nhớ đến biển hạnh Bồ Tát thuở xưa Tỳ Lô Giá Na, Như Lai ứng chánh đẳng giác tu hành, ta đều thấy rõ. Thiện nam tử, thuở xưa khi Đức Thế Tôn làm Bồ Tát thì thấy tất cả chúng sinh chấp cái ta của ta ở trong nhà tối vô minh, vào rừng rậm các kiến chấp, bị tham ái ràng buộc, bị sân hận làm hư hoại, bị ngu si làm loạn, bị đố kỵ trói buộc, bị sinh tử luân hồi bần cùng khốn khổ, chẳng gặp được chư Phật Bồ Tát. Thiện nam tử, thuở xưa khi Đức Thế Tôn làm Bồ Tát thì thấy tất cả chúng sinh chấp cái ta và của ta, đây là thân thể của ta, đó là sở hữu của ta, ở trong nhà tối vô minh và rừng rậm các kiến chấp, 62 kiến, bị tham và ái hai thứ ràng buộc nên không được giải thoát. Các vị hãy nghĩ xem, tại sao chúng ta chẳng thành Phật? Vì bị tham ái mê hoặc, bị sân hận phá hoại bồ đề trí huệ, bị ngu si nhiễu loạn định lực sáng suốt, vì chẳng có trí huệ và định lực nên làm gì cũng đều điên đảo, sự lý chẳng rõ. Bị tham sẻn đố kỵ trói buộc nên ở trong sinh tử luân hồi gặp bần cùng khốn khổ, cho nên chẳng gặp được tất cả chư Phật Bồ Tát. Thấy như vậy rồi khởi tâm đại bi lợi ích chúng sinh, như là khởi nguyện được tất cả báu đẹp đồ đạc nhiếp tâm chúng sinh, nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ đồ vật cần dùng không thiếu thốn, đối với tất cả mọi việc đều lìa tâm chấp trước, đối với tất cả cảnh giới tâm không tham nhiễm, đối với tất cả hết thảy tâm không bỏ sẻn, đối với tất cả quả báo tâm không mong cầu, đối với tất cả vinh hoa tốt đẹp tâm không hâm mộ, đối với tất cả nhân duyên tâm không mê hoặc. Ta thấy những cảnh giới như vậy rồi bèn khởi tâm đại bi lợi ích tất cả chúng sinh, như là phát khởi tâm nguyện được tất cả báu đẹp đồ đạc để bố thí cho chúng sinh, để nhiếp thọ chúng sinh, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ đồ vật cần dùng, khiến cho đời sống của họ được ấm no không thiếu thốn, đối với tất cả mọi việc đều lìa tâm chấp trước, đối với tất cả cảnh giới tâm không tham nhiễm, đối với tất cả hết thảy tài vật của mình tâm không bỏ sẻ, đối với tất cả quả báo phước lạc tâm không mong cầu, đối với tất cả vinh hoa phú quý tâm không hâm mộ, đối với tất cả nhân duyên tâm không mê hoặc. Tóm lại, Bồ Tát phát tâm lúc nào cũng nghĩ đến chúng sinh, chẳng cầu cho chính mình. Khởi tâm quan sát pháp tánh chân thật, khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, khởi tâm thâm nhập tất cả pháp trôi chảy, khởi tâm trụ bình đẳng đại từ đối với tất cả chúng sinh, khởi tâm phương tiện đại bi đối với tất cả chúng sinh, khởi tâm làm lọng pháp lớn che khắp chúng sinh, khởi tâm dùng gậy đại trí kim cang phá tan núi phiền não chướng của tất cả chúng sinh, khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng hỷ lạc, khởi tâm nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo an lạc, khởi tâm tùy sự ưa thích của chúng sinh mưa xuống tất cả tiền tài châu báu, khởi tâm dùng phương tiện bình đẳng thành thục tất cả chúng sinh, khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ thánh tài, khởi tâm nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo đều đắc được quả 10 lực trí. Lại phát khởi tâm quán sát pháp tánh chân thật, lại phát khởi tâm cứu hộ tất cả chúng sinh, vì thấy chúng sinh ở trong biển khổ chẳng thoát ra được ba cõi, do đó có câu biển khổ không bờ hồi đầu là bến. Chúng sinh chẳng biết hồi đầu, suốt ngày sống trong say sưa, chết trong mộng mị, lấy khổ làm vui, cho nên Bồ Tát phát tâm cứu hộ họ. Lại phát khởi tâm thâm nhập vào tất cả dòng pháp trôi chảy, thấu rõ tất cả Phật pháp, do đó có câu vào sâu tạm kinh trí huệ như biển. Lại phát khởi tâm trụ bình đẳng đại từ đối với tất cả chúng sinh, lại phát khởi tâm phương tiện đại bi đối với tất cả chúng sinh, lại phát khởi tâm làm lọng pháp lớn che khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích của pháp, tâm họ được mát mẻ, chẳng có sự nóng bức. Lại phát khởi tâm dùng gậy đại trí huệ kim cang phá tan núi phiền não chướng của tất cả chúng sinh, lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh tăng trưởng hỷ lạc, lại phát khởi tâm nguyện cho tất cả chúng sinh được rốt ráo an lạc, lại phát khởi tâm tùy sự ưa thích của chúng sinh mưa xuống tất cả tiền tài châu báu, khiến cho họ tại tâm mãn nguyện. Lại phát khởi tâm dùng phương tiện bình đẳng thành thục tất cả chúng sinh, lại phát khởi tâm khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ thánh tài, nếu tu hành thì có đồ tư sanh. Lại phát khởi tâm nguyện cho tất cả chúng sinh rốt ráo đều đắc được quả 10 lực trí, tức cũng là thành Phật.
Khởi tâm như vậy rồi đắc được Bồ Tát lực hiện đại thần biến, khắp pháp giới hư không giới ở trước tất cả chúng sinh khắp mưa xuống tất cả đồ vật dùng hàng ngày, tùy theo ý muốn đều mãn nguyện của họ, đều khiến cho họ hoan hỷ, chẳng hối tiếc, chẳng tham sèn, chẳng gián đoạn. Dùng phương tiện đó nhiếp khắp chúng sinh giáo hóa thành thục, đều khiến cho thoát khỏi khổ nạn sinh tử, chẳng cầu họ báo đáp tịnh trị tâm báu của tất cả chúng sinh, khiến cho họ sinh khởi đồng một căn lành với tất cả chư Phật, tăng trưởng nhất thiết trí phước đức như biển cả. Khởi tâm như vậy rồi đắc được Bồ Tát lực hiện đại thần thông biến hóa khắp pháp giới hư không giới ở trước tất cả chúng sinh khắp mưa xuống tất cả đồ vật dùng hàng ngày, tùy theo ý muốn đều mãn nguyện của họ, đều khiến cho họ hoan hỷ, chẳng hối tiếc, chẳng tham sèn, vĩnh viễn chẳng khi nào gián đoạn. Dùng pháp phương tiện đó nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh giáo hóa thành thục tất cả, đều khiến cho thoát khỏi khổ nạn sinh tử, tuy đối đãi tốt với tất cả chúng sinh như vậy mà chẳng cầu họ báo đáp tịnh trị tâm báu của tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh sinh khởi đồng bổn căn lành với tất cả chư Phật, tăng trưởng nhất thiết trí phước đức sâu rộng như biển cả. Bồ Tát niệm niệm thành thục tất cả chúng sinh như vậy, niệm niệm nhâm tịnh tất cả cõi Phật, niệm niệm vào khắp tất cả pháp giới, niệm niệm đều khắp cùng cõi hư không, niệm niệm vào khắp tất cả ba đời, niệm niệm thành tựu đều phục tất cả các chúng sinh trí, niệm niệm luân chuyển tất cả bánh xe pháp, niệm niệm luôn dùng nhất thiết trí đạo lợi ích chúng sinh, niệm niệm ở trước khắp đủ thứ các chúng sinh khác nhau trong tất cả thế giới hết kiếp thuở vị lai, hiện tất cả Phật thành chánh đẳng giác, niệm niệm ở trong tất cả thế giới tất cả các kiếp tụ Bồ Tát hạnh, chẳng sinh hai tưởng, đó là vào khắp tất cả biển thế giới rộng lớn trong tất cả thế giới chủng, đủ thứ danh giới của các thế giới, đủ thứ trang nghiêm của các thế giới, đủ thứ thể tánh của các thế giới, đủ thứ hình trạng của các thế giới, đủ thứ phân bố của các thế giới, hoặc có thế giới dơ mà có cả tịnh, hoặc có thế giới tịnh mà có cả dơ, hoặc có thế giới một bè tạp dơ, hoặc có thế giới một bè thanh tịnh, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc thô hoặc tế, hoặc thẳng hoặc nghiêng, hoặc úp hoặc ngửa, trong tất cả các thế giới như vậy, niệm niệm tu hành các Bồ Tát hạnh, vào bậc Bồ Tát hiện Bồ Tát lực cũng hiện tất cả thân chư Phật ba đời, tùy tâm chúng sinh khắp khiến cho họ thấy biết. Bồ Tát ở trong niệm niệm thành thục tất cả chúng sinh như vậy, ở trong niệm niệm nghiêm tịnh tất cả cõi Phật, ở trong niệm niệm vào khắp tất cả pháp giới giáo hóa tất cả chúng sinh, ở trong niệm niệm đều khắp cùng cõi hư không điều phục tất cả chúng sinh, ở trong niệm niệm vào khắp tất cả ba đời, ở trong niệm niệm thành tựu điều phục tất cả các chúng sinh trí, ở trong niệm niệm luôn luôn chuyển tất cả bánh xe diệu pháp, ở trong niệm niệm luôn luôn dùng nhất thiết trí đạo lợi ích tất cả chúng sinh, ở trong niệm niệm ở trước khắp đủ các thứ chúng sinh khác nhau trong tất cả thế giới hết kiếp thuộc vị lai, thị hiện tất cả cảnh giới chư Phật thành chánh đẳng giác, ở trong niệm niệm khắp ở trong tất cả thế giới tất cả các kiếp tu Bồ Tát hạnh, chẳng sinh hai tưởng, tùy hành Bồ Tát đạo mà chẳng chấp trước vào hành Bồ Tát đạo, do đó có câu suốt ngày lợi ích chúng sinh mà chẳng có chúng sinh được lợi ích. Tại sao vậy? Vì phá tất cả sự chấp trước, tức cũng là hành xả vô sự. Tư tưởng của Bồ Tát là chúng sinh và mình đồng một thể, chẳng có phân biệt. Đó đây, đây là đạo lý gì? Vì Bồ Tát không còn tướng ta, tướng người, tướng chúng sinh và tướng thọ mạng. Nếu chẳng còn bốn tướng thì còn có chúng sinh gì để lợi ích? Bồ Tát tu hành Bồ Tát hạnh, đó là tận hết hạnh đại nguyện của mình, chẳng có hai tưởng đối với chúng sinh. Đó là vào khắp tất cả biển thế giới rộng lớn, dùng một cõi Phật đập nát làm hạt bụi, một hạt bụi lại làm một cõi, tích tập các cõi nhiều như số hạt bụi đó hợp lại là một biển thế giới. Trong tất cả thế giới chủng có đủ thứ danh giới của các thế giới, đủ thứ trang nghiêm của các thế giới, đủ thứ thể tánh của các thế giới, đủ thứ hình trạng của các thế giới, đủ thứ phân bố của các thế giới, hoặc có thế giới dơ mà có cả tịnh, hoặc có thế giới thanh tịnh mà có cả dơ, hoặc có thế giới một bè tạp dơ, hoặc có thế giới một bè thanh tịnh, có đủ thứ thế giới khác nhau, hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc thô hoặc tế, hoặc thẳng hoặc nghiêng, hoặc úp hoặc ngửa. Tại sao lại có những thế giới đó? Vì nghiệp cảm của chúng sinh mà thành tựu. Chúng sinh tạo nghiệp gì thì cảm hiện ra thế giới đó, đây là do nghiệp hiện ra. Ở trong tất cả các thế giới như vậy, niệm niệm tu hành các Bồ Tát hạnh, vào quả vị trụ của Bồ Tát thị hiện Bồ Tát lực,
cũng thể hiện tất cả thân chư Phật ba đời. Tùy tâm niệm của chúng sinh khắp khiến cho họ thấy biết được những cảnh giới đó. Thiện nam tử, khi Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở trong đời quá khứ tu hành Bồ Tát hạnh như vậy, thì thấy các chúng sinh chẳng tu công đức, không có trí huệ, chấp ta của ta, bị màng vô minh chướng ngại, chẳng có chánh tư duy và các tà kiến, chẳng rõ nhân quả, thuận phiền não nghiệp, đọa vào hố sâu sinh tử hiểm nạn, thọ đủ thứ vô lượng ca khổ. Thiện nam tử, khi Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở trong đời quá khứ tu hành Bồ Tát hạnh như vậy, thì thấy các chúng sinh chẳng tu công đức. Tại sao chẳng tu công đức? Vì chẳng có trí huệ. Nếu muốn có trí huệ thì nhất định phải tu công đức. Người ngu si thì chấp vào cái ta do bốn đại hòa hợp đất nước gió lửa, lại chấp vào tất cả tài sản của ta đều là sở hữu của ta. Đó là bị màng vô minh, chướng ngại, che lấp, giống như con mắt bị màng che đậy, nhìn vật gì cũng không thấy được rõ ràng. Chẳng có chánh tư duy, nghĩ tưởng lung tung, bèn nhập vào các tà tri tà kiến, chẳng rõ nhân quả, thậm chí bát vô nhân quả, chẳng minh bạch đạo lý. Muốn biết nhân đời trước, hãy xem mình đang có gì. Muốn biết quả đời sau, hãy xem mình đang làm gì. Tùy ý tạo nghiệp, đó là thuận theo phiền não nghiệp, sẽ đọa lạc vào hố sâu sinh tử hiểm nạn, thọ đủ thứ vô lượng ca khổ. Khởi tâm đại bi, tu đủ tất cả hạnh ba la mật, vì các chúng sinh tán thán khen ngợi căn lành kiên cố, khiến cho họ an trụ, xa lìa khổ sinh tử bần cùng, xin tu pháp phước trí trợ đạo. Vì họ nói đủ thứ các môn nhân quả, vì họ nói nghiệp báo chẳng trái ngược nhau, vì họ nói chỗ chứng nhập của pháp, vì họ nói sự ưa muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh, và nói tất cả cõi nước thọ sinh, khiến cho họ chẳng dứt tất cả giống Phật, khiến cho họ giữ gìn tất cả Phật giáo, khiến cho họ xả bỏ tất cả các ác, lại vì họ khen ngợi pháp hướng về nhất thiết trí trợ đạo. Vì những nhân duyên đó cho nên sinh khởi tâm đại bi, tu đầy đủ tất cả hạnh ba la mật, vì các chúng sinh tán thán khen ngợi căn lành kiên cố, khiến cho họ an trụ xa lìa khổ sinh tử và bần cùng, sinh tu pháp phước trí trợ đạo. Vì chúng sinh dễ nói đủ thứ các môn nhân quả, do đó có câu nhân nào quả đó, tức cũng là đạo lý trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Vì chúng sinh dễ nói nghiệp báo chẳng trái ngược nhau, ví như giết cha người ta cũng giết cha mình, giết anh người ta cũng giết anh mình. Đây là quả báo tuần hoàn chẳng sai mảy may nào. Vì chúng sinh dễ nói chỗ chứng nhập thánh nhân tu hành của pháp, vì chúng sinh dễ nói pháp ưa muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh, và vì chúng sinh dễ nói tất cả cõi nước thọ sinh, tương lai đến cõi nước nào thọ sinh, đương nhiên làm việc lành thì có thể sinh về thế giới cực lạc, làm việc ác thì sẽ đọa vào địa ngục vô gián thọ khổ. Đây là việc đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa. Do đó có câu thiện có báo thiện, ác có ác báo, chẳng phải chẳng báo, thời khắc chưa đến. Bất cứ thiện ác đều có báo ứng, bất quá thời gian sớm muộn mà thôi. Có người đời này chẳng có việc ác nào mà chẳng làm nhưng họ lại hưởng phước. Và có những người đời này làm nhiều việc thiện mà chẳng được như ý. Đây là luật nhân quả an bài. Vị dạ thần lại khiến cho chúng sinh chẳng dứt tất cả giống Phật, Thiệu Long Tam Bảo, tục Phật Huệ Mạng, khiến cho chúng sinh giữ gìn giáo pháp của tất cả chư Phật, ủng hộ đạo tràng, duy trì đạo tràng, trang nghiêm đạo tràng, thanh tịnh đạo tràng. Đó đều là một bộ phận giữ gìn Phật giáo, khiến cho chúng sinh xả bỏ tất cả các ác. Nói tóm lại, tức là 10 điều ác: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi theo dệt, chửi mắng, tham lam, sân hận, si mê. Lại vì chúng sinh tán thán khen ngợi pháp hướng về nhất thiết trí trợ đạo, khiến cho chúng sinh hướng về pháp này mà tu hành, khiến cho các chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, khiến cho thực hành bố thí pháp nhiếp khắp tất cả, khiến cho họ phát khởi hạnh nhất thiết trí, khiến cho họ tu học đạo ba la mật của các đại Bồ Tát, khiến cho họ tăng trưởng thành tựu nhất thiết trí các biển căn lành, khiến cho họ đầy đủ tất cả thánh tài, khiến cho họ vào được môn tự tại của Phật, khiến cho họ nhiếp lấy vô lượng phương tiện, khiến cho họ quán thấy oai đức của Như Lai, khiến cho họ an trụ trí huệ Bồ Tát, khiến cho hết thảy chúng sinh sinh tâm hoan hỷ, khiến cho hết thảy chúng sinh thực hành pháp môn pháp thí có thể nhiếp khắp tất cả, khiến cho hết thảy chúng sinh phát khởi hạnh nhất thiết trí, khiến cho hết thảy chúng sinh tu học đạo ba la mật của tất cả các đại Bồ Tát tu, khiến cho hết thảy chúng sinh tăng trưởng thành tựu nhất thiết trí và tất cả căn lành như biển cả, khiến cho hết thảy chúng sinh đầy đủ tất cả thánh tài đạo pháp, khiến cho hết thảy chúng sinh
vào được môn tự tại của Phật, khiến cho hết thảy chúng sinh nhiếp lấy vô lượng pháp môn phương tiện, khiến cho hết thảy chúng sinh quán thấy sức oai đức của Như Lai, khiến cho hết thảy chúng sinh an trụ hết thảy trí huệ đức tướng của Bồ Tát. Hiện tại đồng tử hỏi rằng: Đức Thánh, Ngài phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã được bao lâu rồi? Vị dạ thần đáp: Thiện nam tử, chỗ này khó tin, khó biết, khó hiểu, khó vào, khó nói. Tất cả thế gian và nhị thừa đều không thể biết được. Thiện tài đồng tử hỏi vị chủ dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa rằng: Đức Thánh, Ngài phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề đã được bao lâu rồi? Vị dạ thần đáp: Thiện nam tử, người hỏi vấn đề này khiến cho người khó tin, khó biết, khó hiểu, khó vào, khó nói. Tại sao vậy? Vì pháp này chẳng dễ gì nghe được, lập tức khiến nghe thấy, cũng chẳng dễ gì tin được, đây là chẳng thấy nghe, cũng chẳng dễ gì biết pháp này, đây là chẳng có văn huệ, cũng chẳng dễ gì hiểu được cảnh giới pháp này, đây là chẳng có tư huệ. Thời gian lâu dài không thể nghĩ bàn, cho nên chẳng dễ gì chứng được, đây là chẳng có tụ huệ. Cảnh giới này là ngôn ngữ đạo đoạn tâm hành xứ diệt, cho nên khó nói. Tất cả người thế gian và hàng nhị thừa đều không thể biết được cảnh giới này. Chỉ trừ được thần lực của chư Phật hộ trì, được bạn lành nhiếp thọ, tích tập công đức thù thắng, ưa muốn thanh tịnh, không có tâm hạ liệt, không có tâm tạp nhiễm, không có tâm quanh co, đắc được tâm trí huệ quang minh chiếu sáng khắp, phát tâm lợi ích khắp các chúng sinh, tâm tất cả phiền não và chúng ma không thể phá hoại được. Tâm khởi tất thành tựu nhất thiết trí, tâm không thích tất cả vui sinh tử, có thể cầu vui vi diệu của tất cả chư Phật, có thể diệt khổ não của tất cả chúng sinh, có thể tu biển công đức của tất cả chư Phật, có thể quán thật tánh của tất cả các pháp, có thể đầy đủ tất cả tín hiệu thanh tịnh, có thể vượt qua tất cả dòng nước xoáy sinh tử, có thể vào biển trí của tất cả Như Lai, có thể quyết định đến pháp thành vô thượng, có thể dũng mãnh vào cảnh giới Như Lai, có thể sớm hướng về quả vị chư Phật, có thể lập tức thành tựu nhất thiết trí lực, có thể nơi mười lực đã được rốt ráo. Cười như vậy, đối với pháp môn này mới chỉ được vào được, thấu rõ được. Cảnh giới này chỉ trừ được thần lực của tất cả chư Phật hộ trì hoặc được tất cả Bồ Tát hộ niệm, tích tập công đức thủ thắng, ưa muốn thanh tịnh, không có tâm nhiễm ô, không có tâm hạ liệt, thấp kém, bỉ ổi, không có tâm thiện ác xen tạp, không có tâm xiểm định, quanh co. Xiểm định là gì? Truyền nói lời mật ngọt, hư vọng không thật. Tóm lại, thấy người có tiền có thế thì cúi đầu như kẻ nô tài. Quanh co là gì? Tức là chẳng nói lời ngay thẳng, cứ nói lời quanh co lòng vòng, chẳng thành khẩn, chẳng trung thực, dụng tâm cơ, nói những lời khẩu thị tâm phi. Nếu tâm chẳng có những bất chánh như thế thì sẽ đắc được tâm trí huệ quang minh chiếu sáng khắp, phát khởi tâm lợi ích khắp tất cả chúng sinh, tâm tất cả phiền não và chúng ma không thể phá hoại được. Tâm sinh khởi tất thành tựu nhất thiết trí, tâm không thích tất cả vui sinh tử, có thể cầu vui vi diệu của tất cả chư Phật, có thể diệt trừ khổ não của tất cả chúng sinh, có thể tu hành biển công đức của tất cả chư Phật, có thể quan sát thật tánh của tất cả các pháp, có thể đều đủ tất cả tín hiệu thanh tịnh, có thể vượt qua tất cả dòng nước xoáy sinh tử, có thể vào biển trí huệ của tất cả chư Phật, có thể quyết định đạt đến pháp thành vô thượng, có thể dũng mãnh vào cảnh giới của tất cả chư Phật, có thể sớm hướng về quả vị của tất cả chư Phật, có thể lập tức thành tựu nhất thiết trí lực, có thể nơi mười lực của Phật đã được rốt ráo. Người như vậy, đối với những pháp môn này mới thọ trì được, vào được, thấu rõ được. Tại sao? Vì đây là cảnh giới trí huệ của Như Lai, tất cả Bồ Tát còn không thể biết được, hạ huống là chúng sinh khác. Nhưng hôm nay tàng giáo oai lực của Đức Phật muốn khiến cho điều thuận chúng sinh đáng được hóa độ, ý sớm được thanh tịnh, muốn khiến cho chúng sinh tu tập căn lành, tâm được tự tại, tùy theo chỗ ngươi hỏi, vì ngươi mà ta tuyên nói. Tại sao vậy? Vì đây là cảnh giới trí huệ của Như Lai, tất cả Bồ Tát còn không thể biết được. Do đó, sơ địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của nhị địa Bồ Tát, thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của bậc đẳng giác. Hà huống là hàng nhị thừa và phàm phu, càng không thể biết được. Nhưng hôm nay, ta nhỏ nương đại oai thần lực của Đức Phật, muốn khiến cho điều thuận chúng sinh đáng được hóa độ, ý sớm được thanh tịnh ý niệm của họ, muốn khiến cho chúng sinh tu tập tất cả căn lành, tâm niệm của họ được tự tại, vì tùy theo chỗ ngươi hỏi, nên ta vì ngươi mà tuyên nói. Bấy giờ vị dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa muốn thuật rõ lại nghĩa trên, bèn quan sát cảnh giới Như Lai ba đời mà nói kệ rằng: Bấy giờ vị dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa
Muốn thuật rõ lại nghĩa lý trường hạng ở trên, bèn quan sát cảnh giới của tất cả Như Lai mười phương ba đời, dùng kệ để diễn nói lại, khiến cho thiện tài đồng tử tăng thêm ấn tượng, vĩnh viễn tồn tại ở trong biển não để khỏi quên mất. Đây là vị chủ dạ thần dụng tâm lường khổ, khiến cho chúng sinh vị lai thấy được bài kệ này, xem qua liền hiểu rõ. Phật tử chỗ ngươi hỏi, cảnh giới Phật thâm sâu, kiếp bụi khó nghĩ bàn, nói ra không hết được. Vị dạ thần khai phù nhất thiết thụ hoa nói, Phật tử chỗ ngươi hỏi cảnh giới môn giải thoát Bồ Tát, sinh ra hỷ quang minh rộng lớn, mà ta đã thành tựu như thế nào? Hiện tại ta nói cho người biết, đó là cảnh giới của Phật thâm sâu. Dù ở trong số kiếp nhiều như số hạt bụi, không thể nghĩ bàn, cũng chẳng có cách gì nói hết được. Chẳng phải tham sân si, kiều mạn nghi hoặc che, những chúng sinh như vậy biết được diệu pháp Phật. Chẳng phải chúng sinh có tham sân si, bà độc, họ có thể minh bạch đạo lý này. Tại sao? Vì bị kiêu ngạo, ngã mạn, nghi hoặc che đậy, những chúng sinh như vậy làm sao biết được diệu pháp của Phật. Chẳng phải trụ tham kỵ, xiểm dối ý ô trược, phiền não nghiệp che đậy, biết được cảnh giới Phật. Chẳng phải chúng sinh trụ tham sèn và đố kỵ, minh bạch được cảnh giới này. Càng không phải chúng sinh có xiểm nịnh và dối trá thấu hiểu được cảnh giới này. Hoặc chúng sinh có tư tưởng ô trược, hoặc chúng sinh bị phiền não nghiệp che đậy, biết được cảnh giới này. Cảnh giới của Phật tận hư không khắp pháp giới, chẳng có bờ mé. Chẳng chấp uẩn giới xứ và chấp có thân này, người thấy đảo tưởng đảo, biết được Phật giác ngộ. Cũng chẳng phải chúng sinh chấp trước năm uẩn, 18 giới, 12 xứ thấu hiểu được. Chúng sinh chấp ta có thân thể này và chúng sinh thấy điên đảo cùng với tưởng điên đảo, họ không thể nào biết được cảnh giới giác ngộ của Phật. Cảnh giới Phật tịch tĩnh, tánh tịnh lìa phân biệt, chẳng chấp trước các cõi, biết được pháp tánh này. Cảnh giới Phật thì tịch tĩnh, lìa phiền não là tịch, dứt khổ hoạn là tĩnh. Tóm lại, chẳng có mọi chấp trước, tức là tịch tĩnh. Tự tánh của Phật là thanh tịnh, lìa khỏi mọi sự phân biệt. Chẳng phải chúng sinh chấp trước vào tam giới 25 cõi, biết được pháp tánh này. Sinh vào nhà chư Phật, được chư Phật thủ hộ, người trì Phật pháp tạng, mắt trí biết cảnh này. Sinh vào nhà mười phương chư Phật, được chư Phật thủ hộ, hay thọ trì pháp tạng của chư Phật nói, chúng sinh có còn mắt trí huệ mới biết được cảnh giới này. Gần gũi thiện trí thức, ưa thích pháp trắng tịnh, siêng cầu lực chư Phật, nghe pháp này hoan hỷ. Người gần gũi thiện tri thức, ưa thích pháp trắng tịnh, siêng cầu mười lực của tất cả chư Phật, lắng nghe pháp vi diệu thâm sâu này rồi, trong tâm sinh đại hoan hỷ, y pháp phụng hành. Tâm tịnh không phân biệt, giống như thái hư không, đèn huệ phá các tối, đây là cảnh giải thoát. Trong tâm rất thanh tịnh, không có tất cả tâm chấp trước phân biệt, thanh tịnh giống như thái hư không. Đèn trí huệ phá trừ được tất cả đen tối, đây là cảnh giới của môn giải thoát. Dùng tâm đại từ bi, che khắp các thế gian, tất cả đều bình đẳng, đây là cảnh giải thoát. Dùng tâm ý đại từ bi, che hộ khắp hết thảy chúng sinh thế gian, đối với họ đều là bình đẳng, chẳng có tất cả mọi phân biệt, đây tức là cảnh giới môn giải thoát. Tâm hoàn hỷ không chấp, tất cả đều xả được, bình đẳng thí chúng sinh, đây là cảnh giải thoát. Hoàn hỷ Phật Pháp trong tâm không có sự chấp trước, hết thảy tất cả đều xả bỏ được, tuyệt đối không tham không nhiễm. Chẳng những xả được mà còn chẳng có tâm phân biệt, một luật bình đẳng bố thí cho chúng sinh cần, đây là cảnh giới của môn giải thoát. Tâm tịnh lìa các ác, rốt ráo không chỗ xám, thuận hành lời chư Phật, đây là cảnh giải thoát. Trong tâm thành tịnh thì sẽ lìa khỏi tất cả các ác, rốt ráo không có tội gì để sám hối, thuận theo lời giáo hóa của tất cả chư Phật nói để tu hành, đây là cảnh giới của môn giải thoát. Biết rõ pháp tự tại cùng với các giống nghiệp, tâm ý không động loạn, đây là cảnh giải thoát. Biết rõ tự tại của tất cả pháp cùng với tất cả đủ thứ nhân duyên tạo nghiệp thọ báo, vì tất cả đạo lý đều phải minh bạch rõ ràng, cho nên trong tâm không có sự động loạn, cũng là không có điên đảo vọng tưởng, đây là cảnh giới của môn giải thoát. Dũng mãnh siêng tinh tấn, an trụ tâm bất thối, siêng tù nhất thiết trí, đây là cảnh giải thoát. Tu trì pháp môn này phải dũng mãnh siêng tinh tấn, chẳng những thân tinh tấn mà tâm cũng phải tinh tấn mới có thể có sự thành tựu an ổn trụ tâm nơi an nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vĩnh viễn không thối chuyển. Siêng tù nhất thiết trí huệ,
Tu tập như thế nào, tức là vào sâu tạng kinh mà nghiên cứu thì sẽ đắc được cảnh giới trí huệ như biển. Đây là cảnh giới của môn giải thoát. Tâm ý tịch tĩnh trụ tam muội, rốt ráo mát mẻ, không nhiệt não. Đã tu biển nhân nhất thiết trí, người này chứng ngộ môn giải thoát. Người tu đạo tâm ý tịch tĩnh mới có thể an trụ trong cảnh giới tam muội, tự tâm rốt ráo đắc được mát mẻ, không có mọi nhiệt não nào xâm hại. Nhiệt não tức là phiền não, do đó có câu phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Học Phật tức là học đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn thì tâm vĩnh viễn chẳng thanh tịnh, bóng bồ đề sẽ không hiện ra. Nhiệt não từ đâu đến, truy tìm tông tích thì từ trong nhiệt tình mà ra. Nhiệt tình thái quá thì thành phiền não. Nhưng người này đã tu hành biển nhân nhất thiết trí huệ, đây là người đã chứng đắc giác ngộ sự lý viên dung, đắc được môn giải thoát. Khéo biết tất cả tướng chân thật, vào sâu vô biên môn pháp giới, khắp độ quần sinh không thừa sót, giải thoát này của bậc Huệ Đăng. Người có thể chứng ngộ, khéo biết tất cả tướng chân thật, vào sâu pháp môn tận hư không khắp pháp giới, có thể độ khắp tất cả chúng sinh, không thừa sót chúng sinh nào. Người có đèn trí huệ quang minh mới chứng đắc được cảnh giới này. Thấu đạt chúng sinh tánh chân thật, chẳng chấp tất cả các biển cõi, như bóng hiện khắp trong tâm nước, giải thoát này của bậc chánh đạo. Thấu rõ thông đạt tánh chân thật của tất cả chúng sinh thì chẳng chấp trước vào biển nghiệp của tam giới 25 cõi, giống như bóng hiện khắp trong tâm nước, người đắc được bồ đề giác đạo mới đắc được môn giải thoát này. Từ chỗ tất cả Phật ba đời, phương tiện nguyện, hạt giống sinh ra, hết các kiếp cõi riêng tu hành, giải thoát này của bậc phổ hiền. Hầu hạ cúng dường chư Phật ba đời, theo chư Phật học tập Phật Pháp, do từ trong phương tiện nguyện lực hạt giống mà sinh ra, hết tất cả các kiếp cõi riêng tu hành không giải đãi. Đây là môn giải thoát của người tu 10 đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền đắc được. Vào khắp tất cả môn pháp giới, đều thấy 10 phương các biển cõi, cũng thấy kiếp thành hoại trong đó mà tâm rốt ráo không phân biệt. Bồ Tát tu hành, Bồ Tát đạo vào khắp tất cả môn pháp giới, đều thấy được 10 phương tất cả các biển cõi, cũng thấy được tình hình kiếp biến hóa thành trụ hoại không trong biển cõi đó. Một cõi nước tức là 13.000 đại thiên thế giới, có 10 ức thế giới. Một thế giới tức là một địa cầu, thọ mạng của địa cầu, thời gian là một đại kiếp, tức cũng là 80 tiểu kiếp. Đến lúc kiếp thành thì tự nhiên xuất hiện, trải qua 20 tiểu kiếp. Sau đó kiếp trụ tự nhiên xuất hiện, hiện tại là kiếp trụ thứ 9 của diệt kiếp, tuổi thọ con người khoảng 70 tuổi. Khi Đức Phật Thích Ca xuất hiện ra đời thì tuổi thọ con người là 100 tuổi. Kiếp trụ trải qua 20 tiểu kiếp thì kiếp hoại xuất hiện, kiếp hoại trải qua 20 tiểu kiếp thì kiếp không xuất hiện, kiếp không trải qua 20 tiểu kiếp thì kiếp thành xuất hiện. Cứ đi vòng như vậy, cuối rồi lại bắt đầu. Vì vô lượng kiếp đồng một niệm đồng vô lượng kiếp, cho nên tầm thành tịnh rốt ráo không có mọi sự chấp trước và phân biệt. Hết thảy hạt bụi trong pháp giới đều thấy Như Lai ngồi đạo thụ, thành tựu bồ đề hóa quần sinh, giải thoát này của vô ngại nhãn. Hết thảy hạt bụi trong pháp giới đều có cõi nước chư Phật, trong mỗi cõi nước có Phật đang ngồi ở dưới cội bồ đề thành tựu quả Phật, sau đó vì chúng sinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh. Tại sao Phật thị hiện thành Phật? Vì Phật tâm bi tha thiết cho nên khiến cho chúng sinh biết cảnh giới thành Phật. Chúng sinh trở thành Phật thì thị hiện giáo hóa chúng sinh, chẳng bỏ chúng sinh. Đây là môn giải thoát của Bồ Tát chứng đắc pháp nhãn vô ngại đắc được. Người trồng vô lượng biển đại kiếp, gần gũi cúng dường thiện tri thức, vì lợi quần sinh cầu chánh pháp, nghe rồi nghĩ nhớ không quên mất. Thiện tài, người đã ở trong vô lượng biển đại kiếp, gần gũi cúng dường thiện tri thức, người vì lợi ích chúng sinh vị lai, cho nên cầu chánh pháp vô thượng, lắng nghe các pháp rồi, luôn luôn nghĩ nhớ, không bao giờ quên mất. Cảnh tỷ lô giá na rộng lớn, vô lượng vô biển không nghĩ bàn, tàn đường Phật lực vì người nói, khiến người thâm tâm chuyển thanh tịnh. Cảnh giới của tỷ lô giá na rộng lớn, vô lượng vô biên không thể nghĩ bàn. Ta hiện tại nương đại oai thần lực của 10 phương chư Phật gia trì, để vì người nói pháp của môn giải thoát này, khiến cho người phát tâm bồ đề rộng lớn thâm sâu, chuyển thành thanh tịnh. Thiện nam tử, vào thuở quá khứ, trải qua số kiếp nhiều nhất số hạt bụi biển thế giới, có biển thế giới tên là Phổ Quang Minh,
Chân Kim Mani Sơn. Trong biển thế giới đó có vị Phật ra đời hiệu là Phổ Chiếu Pháp Giới Trí Huệ Sơn Tịch Tĩnh Oai Đức Vương. Thiện nam tử, thuở xưa khi Đức Phật đó tu Bồ Tát hạnh thì thanh tịnh biển thế giới đó. Trong biển thế giới đó có thế giới trùng nhiều như số hạt bụi thế giới. Mỗi mỗi thế giới trùng có thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới. Mỗi mỗi thế giới đều có Như Lai xuất hiện ra đời. Mỗi mỗi Đức Như Lai dễ nói Tu Đa La nhiều như số hạt bụi biển thế giới. Mỗi mỗi Tu Đà La thọ ký cho các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, hiện đủ thứ thần lực, nói đủ thứ pháp môn, độ vô lượng chúng sinh. Thiện nam tử, vào thuở quá khứ trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi biển thế giới, có biển thế giới tên là Phổ Quang Minh Chân Kim Mani Sơn. Trong biển thế giới đó có vị Phật ra đời hiệu là Phật Phổ Chiếu Pháp Giới Trí Huệ Sơn Tịch Tĩnh Oai Đức Vương. Vị Phật đó xuất hiện ra đời để giáo hóa tất cả chúng sinh lìa khổ được vui. Thiện nam tử, thuở xưa khi Đức Phật đó tu Bồ Tát hạnh thì đã từng thanh tịnh biển thế giới đó. Trong biển thế giới đó có thế giới chủng nhiều như số hạt bụi thế giới. Trong mỗi mỗi thế giới chủng có thế giới nhiều như số hạt bụi thế giới. Trong mỗi mỗi thế giới đều có một vị Phật xuất hiện ra đời. Mỗi một vị Phật đều diễn nói Tu Đa La Khế Kinh nhiều như số hạt bụi biển thế giới. Trong mỗi bộ kinh điển đều thọ ký danh hiệu cho các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi cõi Phật, thì hiện đủ thứ thần lực, nói đủ thứ pháp môn, rộng độ vô lượng chúng sinh. Thế nam tử, trong biển thế giới Phổ Quang Minh Chân Kim Mani Sơn đó có thế giới chủng tên là Phổ Trang Nghiêm Tràng. Trong thế giới chủng đó có thế giới tên là Nhất Thiết Bảo Sắc Phổ Quang Minh, dùng sự thị hiện tất cả hóa Phật ảnh Mani Vương làm thể hình trạng như thành trên trời, dùng sự thể hiện tất cả Như Lai đạo tràng ảnh tượng Mani Vương làm bờ mé phía dưới, trụ trên biển tất cả hoa báu sạch rớt xen tạp với nhau.